năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành giải ngân ở mức cao nhất. Trong nhiều biện pháp đã triển khai, các địa phương tập trung cao đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Nhờ đó, kết thúc quý 3, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn của tỉnh Bắc Giang đạt hơn 65% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm 2020 và cao hơn bình quân chung cả nước. Mặc dù tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công chưa đạt được yêu cầu, song là kết quả tích cực, minh chứng cho sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành và các chủ đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang nhận định đến hết năm 2021, giá trị khối lượng thực hiện đạt 9.437 tỷ đồng, bằng 103,8% kế hoạch, giá trị giải ngân đạt hơn 8.700 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, đơn vị thi công hạng mục hồ cảnh quan của dự án khu đô thị phía đông thị trấn Vôi đang tập trung đẩy nhanh tiến độ. Với tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng, khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những điểm nhấn về cảnh quan đô thị của huyện Lạng Giang với nhiều kết cấu hiện đại như hồ điều hòa, khuôn viên cây xanh, quảng trường. Hạng mục này được nhà thầu cam kết bàn giao trước Tết Nguyên đán, sớm hơn một tháng so với kế hoạch đề ra. Chúng tôi đã tập trung rất là cao, huy động tất cả mọi nguồn lực của đơn vị, như xe máy, thiết bị, nhân lực, vật lực, và tập trung với một cái tinh thần cao nhất là chúng tôi đã thi công là gần như là 3 ca 4 kíp để hoàn thành cái dự án này. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 và mới thi công tập trung trở lại 2 tháng nay, nhưng dự án cải tạo vỉa hè thị trấn Kép cũng đã đạt được gần 80% khối lượng. Nhằm đảm bảo tiến độ đề ra, phương án vừa thi công vừa chống dịch được thực hiện chặt chẽ. Sau khi cái thời gian mà giãn cách xã hội thì chúng tôi sẽ tập trung tất cả các nguồn lực, tất cả các đơn vị là về đến hết để làm sao là hoàn thành nhiệm vụ ở đây. 100% là anh em là phải đeo khẩu trang trong khi thi công và khi đi và lại. Để đảm bảo mục tiêu kép, hiện tất cả các công trình trên địa bàn huyện Lạng Giang đang huy động máy móc nhân lực, tập trung thi công liên tục 3 ca 4 kíp để bù tiến độ. Cùng với các nhà thầu, chính quyền địa phương cũng đã vào cuộc rất quyết liệt. Nhiều khó khăn vướng mắc về mặt bằng, về vốn được giải quyết kịp thời. Đối với các công trường xây dựng, đối với các nhà thầu thi công, thì huyện ủy, ủy ban cũng rất quan tâm. Chúng tôi cũng thường xuyên sát sao kiểm tra chất lượng, tiến độ trên các cái công trình, đặc biệt là các công trình trọng điểm như khu đô thị phía tây thị trấn Vôi, khu đô thị phía đông thị trấn Vôi và tuyến đường 292. Thì qua các cuộc kiểm tra này thì chúng tôi cùng với nhà thầu đã bàn bạc các biện pháp để giải quyết ngay trên công trường. Đến nay, 115 công trình xây dựng cơ bản được huyện Lạng Giang thi công trong năm 2021 đều đảm bảo về mặt tiến độ. Việc sớm đầu tư xây dựng và hoàn thành các dự án sẽ góp phần giúp huyện đẩy nhanh quá trình khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Bệnh với số lượng F1 tăng nhanh để giảm tải áp lực cho các khu cách ly tập trung, từ đầu tháng 11 đến nay, huyện Việt Yên đã triển khai cách ly hơn 600 F1 tại nhà. Tất cả các nhu cầu thiết yếu đều được địa phương hỗ trợ qua tổ COVID cộng đồng. Việc cách ly trường hợp F1 nguy cơ thấp tại gia đình là mô hình lần đầu tiên được triển khai trên địa bàn. Nên cùng với ý thức tự giác chấp hành của người dân, ngành y tế huyện Việt Yên còn tăng cường hướng dẫn chuyên môn cho các lực lượng tham gia quản lý giám sát đối tượng cách ly nhằm tránh lây nhiễm chéo trong các hộ gia đình. Với cách làm bài bản, giám sát chặt chẽ của ngành chức năng, việc cách ly F1 tại nhà của huyện Việt Yên đã và đang được triển khai thực hiện một cách an toàn và hiệu quả. Quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Sương Giang. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên lượng người đến tham quan giảm mạnh. Mặc dù vậy, Ban Quản lý Di tích vẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, cũng như yêu cầu người dân cần nêu cao tinh thần tự giác. Mỗi người dân khi vào địa điểm cần phải khai báo y tế, đo thân nhiệt và giữ khoảng cách tối thiểu. Ngoài ra, 100% cán bộ nhân viên làm việc tại đây đều đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine và xét nghiệm tầm soát đều đặn. Chúng tôi rất phấn khởi khi đến đây thấy công tác phòng chống dịch của đền rất là tốt. Ở ngoài, ngay từ ngoài cổng đền đã có một tổ làm công tác chống dịch như là nhắc nhở đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và 5K. Đối với du khách đến với địa điểm thì chúng tôi cũng đã quán triệt với lực lượng bảo vệ, thì chúng tôi cũng đã bố trí đầy đủ các cái cơ sở vật chất như là khẩu trang, nước sát khuẩn tay và đo thân nhiệt đối với du khách ở tỉnh ngoài đến.
tại cơ sở Phật giáo, theo ghi nhận của phóng viên, thì lượng người dân đến vãn cảnh chùa cũng khá ít và chủ yếu chỉ đến vào các ngày rằm, mùng 1. Tuy nhiên, nhà chùa vẫn chuẩn bị đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch như bố trí các điểm quét mã QR để check-in, dọn dẹp, vệ sinh và khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà chùa 2 lần một tuần. Ngay từ cổng chùa vào là có mã quét mã phòng chống dịch, này có sát khuẩn tay. Tôi đến đây là tôi đeo khẩu trang, mọi ý của nhà nước làm như thế nào thì nhà chùa ở đây cũng làm như thế. Có những người để hướng dẫn trực tiếp cho những người dân, những người Phật tử khi đến chùa đều phải thực hiện theo đúng cái phương pháp của 5K của Bộ Y tế đưa ra. Thành phố Bắc Giang hiện có 46 di tích văn hóa lịch sử. Các khu di tích, địa điểm văn hóa được hoạt động trở lại là kết quả của sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch. Và để giữ vững thành quả này, các cơ sở cần tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Cục Quản lý Thị trường tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo kế hoạch, Cục chỉ đạo phân công rõ nhiệm vụ, đội quản lý thị trường theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa và giá cả, tập trung vào nhóm các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng dịp này. Cục Quản lý Thị trường tỉnh gửi văn bản phối hợp tới Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp tỉnh cùng vào cuộc. Điểm mới năm nay là các đơn vị phối hợp với địa phương tổ chức lập hồ sơ, danh sách những cá nhân, tổ chức thường xuyên trao đổi hàng hóa, vận chuyển hành khách lên tuyến biên giới Lạng Sơn để sớm phát hiện vi phạm, không để phát sinh điểm tập kết, đường dây buôn bán, gian lận và có giải pháp ngăn chặn nguồn cung cấp, lưu thông hàng lậu từ biên. Đây là một trong số 30 trang trại chăn nuôi gà bố mẹ để sản xuất con giống gà lợn của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Hải Thịnh. Để có được con giống tốt chất lượng, cung ứng cho hộ dân, thì việc lựa chọn con giống gốc và quy trình chăm sóc được các trang trại này quan tâm thực hiện nghiêm ngặt. Từ khi trại đã nhập gà hậu bị về, thì chúng tôi đã rất chi là kỹ càng cái chọn giống. Và khi giống đã chọn được giống tốt về thì chúng tôi đã nhất là làm vệ sinh thú y cũng như là chăm sóc nuôi dưỡng và tiêm đảm bảo đủ quy trình vaccine để làm sao con gà được khỏe mạnh nhất. Để cung cấp theo quy chu trình khép kín cho các hộ chăn nuôi vừa qua, Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Hải Thịnh đã đầu tư và đưa vào hoạt động thêm nhà máy thức ăn chăn nuôi số 2 tại cụm công nghiệp Đoan Bái, Lương Phong, huyện Hiệp Hòa. Với tổng mức đầu tư 300 tỷ, toàn bộ dây chuyền sản xuất tự động hóa nên công suất mỗi tháng của nhà máy này đạt 20.000 tấn một tháng. Qua đó góp phần đảm bảo quy trình khép kín trong chuỗi liên kết từ cung ứng thức ăn chăn nuôi, con giống, chuyển giao kỹ thuật và thu mua sản phẩm cho các hộ dân. Hiện tại là tôi đang lấy đầu vào và đầu ra của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Hải Thịnh. Con giống và thức ăn chăn nuôi nó rất chi là tốt. Đấy, bảo đảm. Thứ nhất, thứ hai là bên kỹ thuật là có công ty về hỗ trợ, công ty thu mua lại cho gia đình của tôi với cái giá là rất cao. Lợi nhuận là mỗi một con cứ tính trung bình là lãi được 30.000 một con. Không chỉ tham gia vào chuỗi liên kết với hộ dân, Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Hải Thịnh còn quan tâm đầu tư một cơ sở giết mổ tập trung quy mô để đảm bảo điều kiện cung cấp nguồn thực phẩm an toàn. Hiện nay, sản phẩm đã cung cấp cho hệ thống các trường mầm non và một số bếp ăn tập thể của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. Doanh nghiệp này cũng thực hiện chế biến sâu các sản phẩm từ thịt lợn, gia cầm. Chuỗi khép kín thì chúng ta phải sử dụng hết tất cả các cái sản phẩm của ngành nông nghiệp. Ví dụ như là trong chăn nuôi là chúng tôi sẽ làm ra con giống cũng như là tạo ra cái vật nuôi có năng suất cao, và đặc biệt là trong chế biến trong cái mảng food là cái mảng mà giết mổ cũng như chế biến các sản phẩm chuyên sâu. Năm 2020, chuỗi liên kết chăn nuôi gà an toàn sinh học của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Hải Thịnh đã được tỉnh triển khai hỗ trợ kinh phí theo chương trình liên kết chuỗi. Trong năm 2021, doanh nghiệp này tiếp tục liên kết với hợp tác xã tham gia vào chuỗi sản xuất vịt và là một trong 3 danh mục được phê duyệt hỗ trợ thực hiện theo nghị quyết 44 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025. Từ khâu sản xuất con giống, từ khâu chủ động nguồn thức ăn, sản xuất con giống, chăn nuôi, giết mổ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm được khép kín thì sẽ cắt đứt được các cái khâu trung gian và từ đó là nâng cao được cái giá trị gia tăng của sản phẩm chăn nuôi. Đây là một trong những cái
hướng đi cũng như là cái sự chỉ đạo chung của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như là của Ủy ban Nhân dân tỉnh để phát triển chăn nuôi bền vững trong thời gian tới. Thực tế cho thấy liên kết chuỗi trong sản xuất không chỉ góp phần tạo ra sản phẩm an toàn, sản xuất theo quy trình rõ ràng, minh bạch mà còn góp phần giảm giá thành đầu vào do nhập tận gốc, tăng giá trị sản phẩm đầu ra từ 15 đến 20% so với sản phẩm khi chưa được sản xuất theo chuỗi. Rõ ràng, hình thức liên kết chuỗi đang trở thành xu thế tất yếu trong sản xuất nông nghiệp. Nắm bắt xu thế này, tỉnh Bắc Giang đang chú trọng triển khai và nhân rộng mô hình này thông qua các chính sách, hình thức khuyến khích hỗ trợ. Ao tiếp tục được huyện Tân Yên hướng tới nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Nếu như trước đây, tại xã Phúc Hòa, mô hình trồng ổi còn phát triển nhỏ lẻ, tự phát, thì nay các hộ dân đã thay đổi tư duy, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thành lập hợp tác xã để tiêu thụ, xây dựng thương hiệu riêng. Nhờ vậy, năng suất thu nhập của các hộ trồng ổi đã tăng lên đáng kể. Tất cả mọi người dân chủ không căn cứ thì tôi, cũng như là trong hợp tác xã, cũng như là mọi cái hộ trồng ổi thì họ rất phấn khởi vì nó đem lại cái hiệu quả rõ rệt mà nó thực tế là rất cao. Phúc Hòa là một trong hai xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao trong năm nay. Với lợi thế vùng trồng cây ăn quả, xã đã tập trung phát huy thế mạnh, vận động bà con áp dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng diện tích việt gáp trên các loại cây ăn quả chủ lực như vải thiều sớm, ổi, bưởi đào đường. Cùng với đó tập trung cứng hóa đường giao thông. Từ hiệu quả đem lại, bà con đã tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần nâng cao thu nhập cùng đóng góp hoàn thành các tiêu chí nâng cao. Cái giá trị của cây ăn quả thì từ là 55 tỷ đồng mà hiện nay chúng tôi đạt được trên 200 tỷ đồng. Đặc biệt nữa là đầu tư vào cái hoạt động sản xuất sản phẩm theo hữu cơ và cái liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ. Cùng với Phúc Hòa, xã Hợp Đức cũng đã hoàn thành 14 trên 14 tiêu chí để được công nhận xã nông thôn mới nâng cao vào năm nay. Trong số đó, có nhiều tiêu chí khó, đòi hỏi sự quyết tâm cao, sự đồng thuận, ủng hộ lớn trong nhân dân như tiêu chí về đường giao thông, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa. Tất cả các công trình đều được công khai dân chủ để dân biết, dân bàn và dân quyết định. Trong thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là cái nguồn lực chủ yếu là huy động từ dân. Đấy. Chính vậy, để huy động được thì dân phải biết, dân phải bàn và dân quyết định các công trình. Do đó là ủy ban sẽ tập trung hỗ trợ đầu tư để có những công trình. Để thực hiện tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Ủy ban nhân dân huyện đã sớm ban hành kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ huyện thành lập hai tổ công tác chỉ đạo thực hiện, phát động các phong trào thi đua, khơi dậy ý chí quyết tâm hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch đề ra. Tân Yên là huyện duy nhất đăng ký với tỉnh là sẽ xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Tuy rằng thì làm việc khó nhưng với quyết tâm cao thì chúng tôi đã chỉ đạo hết sức là quyết liệt. Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Thế và đã xác định rất nhiều những nhiệm vụ, biện pháp để làm sao mà chúng ta đạt được cái mục tiêu của đại hội đề ra. Từng bước xây dựng Tân Yên trở thành miền quê đáng sống. Xác định xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Huyện Tân Yên nỗ lực phấn đấu có thêm 2 xã về đích nông thôn mới nâng cao trong năm nay. Huyện tiếp tục đề ra mục tiêu đến hết năm 2022 sẽ có thêm 3 xã đạt danh hiệu này. Tỉnh Lạng Sơn, ngày 26 tháng 11 vừa qua, bệnh nhân có về Lục Nam dự đám cưới của em ruột. Từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11, qua 3 lần lấy mẫu xét nghiệm, bệnh nhân được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2. Để ngăn chặn sự lây lan của ca bệnh, ngành y tế địa phương đã khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho những trường hợp liên quan, lập 2 chốt phong tỏa tại khu vực tổ chức đám cưới. Đến trưa ngày 29 tháng 11, qua điều tra truy vết, thị trấn Đồi Ngô đã xác định được 68 F1, 50 F2. Công tác tuyên truyền khoanh vùng dập dịch vẫn đang được địa phương triển khai quyết liệt. Vụ việc này một lần nữa cho thấy vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh xuất hiện và lây lan trong cộng đồng, nhất là ở những sự kiện tập trung đông người. Bởi vậy mà người dân cần phải hết sức cẩn trọng, nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, không được lơ là. Đã thành lập tổ công tác đặc biệt trực tiếp chỉ đạo khống chế dập dịch tại xã Vân Hà. Qua rà soát sơ bộ, lực lượng chức năng đã truy vết được 155 trường hợp F1, gần 500 trường hợp F2. Huyện tập trung nhân lực xét nghiệm toàn bộ người dân trong xã 3 ngày một lần. Đối với nhóm nguy cơ cao 2 ngày một lần, kích hoạt một khu cách ly tập trung tại trường mầm non xã. Trong 2 ngày 26 và 28 tháng 11, đã có hơn 7,7 nghìn lượt người được lấy mẫu xét nghiệm.
Từ ngày 27 tháng 11, Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên thành lập trạm y tế lưu động tại xã Vân Hà với 8 thành viên để hỗ trợ công tác xét nghiệm, chăm sóc sức khỏe và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Trong 3 ngày tới, huyện tiếp tục xét nghiệm quay vòng tại các thôn trong xã để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, từ đó gỡ phong tỏa từng phần để các hoạt động kinh tế xã hội được khôi phục trở lại. Thuộc diện hộ gia đình có thu nhập khá giả, nhưng ông Nguyễn Văn Tiến, 54 tuổi ở thôn Thượng, xã Đức Giang, đã tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện được 5 năm nay. Lợi ích từ việc tham gia bảo hiểm y tế đã giúp ông rất nhiều. Tôi tham gia cái bảo hiểm được 5 năm rồi. Thế mà tôi xét thấy cái bảo hiểm này thì nói chung là có lợi cho bản thân. Trước khi là ốm đau tôi đi viện, thế nhà nước rồi các thứ thuốc men được giảm nhiều. Trong gia đình tôi thì nói chung kể cả ông bà rồi là con cháu là đều tham gia bảo hiểm tự nguyện hết. Cùng với nông dân, người lao động tự do thì học sinh cũng là một trong những đối tượng được huyện Yên Dũng quan tâm phát triển thẻ bảo hiểm y tế. Tại trường Trung học Phổ thông Yên Dũng số 3, ngoài 41 em được phát thẻ theo diện miễn phí, thì hơn 1,1 nghìn học sinh còn lại của nhà trường đều được tuyên truyền vận động tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 100%. Thứ nhất là công tác tuyên truyền đến cha mẹ học sinh và học sinh các văn bản, cái chính sách của nhà nước về cái việc tham gia bảo hiểm y tế và cái quyền lợi của học sinh khi tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là cái chất lượng khám chữa bệnh đối với lại bệnh nhân khi mà có bảo hiểm y tế ngày một nâng cao và có chất lượng hơn. Với nhiều lợi ích thiết thực mang lại, hàng năm công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế luôn được huyện Yên Dũng triển khai thực hiện, đặc biệt là trong tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. Nhờ đó, ước đến hết tháng 11, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của huyện đạt trên 99,3% dân số. Bảo hiểm xã hội huyện Yên Dũng đã tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch số 127 về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Yên Dũng năm 2022 duy trì tỷ lệ đạt 99,3% và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoàn thành kế hoạch năm 2021. Với tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế khá cao, huyện Yên Dũng đang tiến tới dần mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Đây lại cấm đỗ, song hầu như ngày nào các tổ công tác của đội cảnh sát giao thông công an thành phố Bắc Giang cũng phải tiến hành xử lý từ 1 đến 2 trường hợp đỗ xe ô tô dưới lòng đường Nguyễn Văn Cử, đoạn qua khu vực chung cư Aqua Park. Không chỉ trên tuyến đường Nguyễn Văn Cử mà trên những tuyến đường có biển báo cấm đỗ phương tiện thì tình trạng phương tiện đỗ xe quy định vẫn diễn ra. Cái này là với anh không ai mong muốn cả, nhưng vì cái tiện công việc của chuyển đồ ra đây nó cũng tiện thì mình chưa kịp đi xuống thì bị vi phạm lỗi thôi, chứ không ai mong muốn là mình vi phạm lỗi cả. Tình trạng dừng đỗ phương tiện xe ô tô sai quy định đã gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Do vậy, thành phố đã tiến hành lắp đặt hệ thống biển cấm dừng đỗ trên nhiều tuyến đường phố trong khu vực trung tâm thành phố, nhất là ở những tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông nhiều vào giờ cao điểm. Khi hệ thống biển cấm dừng đỗ được lắp đặt, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. Do dịp cuối năm, tất cả các phương tiện tham gia giao thông và dừng đỗ sai quy định, các tuyến phố trọng điểm thường xuyên gây ùn tắc giao thông như đường Hoàng Văn Thụ, đường Lê Lý, cổng viện Đa Khoa Tỉnh và Chợ Thương, tất cả các phương tiện đến làm việc và thường xuyên đỗ vi phạm tại những nơi có biển cấm đỗ, và đội cảnh sát giao thông trật tự đã xử lý và tuyên truyền và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình đỗ. Tai nạn giao thông thường gia tăng và diễn biến phức tạp vào dịp cuối năm. Do vậy, việc xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị sẽ góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và ngăn chặn tai nạn giao thông xảy ra trong thời điểm này.